Shop mà shop bất sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Sau một clip hỗ trợ cho bạn Hoàng có khả năng bị mù mắt thì mình đã nhận được rất nhiều cái tâm sự và phản hồi của các bạn khán giả. Chẳng hạn như là đã có một bạn từng xem cánh của mình và đã bị mất, và có một bạn của bạn bị mất đấy thì có nhắn tin cho mình, và mình mấy ngày qua mình làm clip mình làm không được để làm như thế nào để cho hợp lý ấy, bởi vì cái bạn đấy đang muốn làm một vị tướng du cá rồi bật một cái bài tình huynh đệ để có thể là có một cái gì đấy kỷ niệm cho bạn đấy mà mình vẫn chưa làm được. Nếu bạn có xem được thì hãy thông cảm giúp mình nhá. Mấy ngày qua mình không có ra clip được là bởi vì đang suy nghĩ ý tưởng, mà thứ hai đang phải vừa đi quay mình vừa đi quay ở bên Viettel V, một cái quảng cáo V, nói chung là bấy dư thì mình có rảnh để ngồi làm clip đấy. Thì clip này thì mình muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn một vị tướng sơn lím mà các bạn chắc chắn 80% các bạn xem đều cho là một vị tướng yếu. Thì 20% còn lại thì mình sẽ không nói, nhưng mình sẽ nói cho 80% còn lại với cách combo như các bạn đã thấy. Đó là cách combo hầu như 99,9% combo đều chuẩn xác các bạn nhé. Chỉ 0,01% là nó xịt cái combo này. Thì hôm nay mình sẽ gửi các bạn một cái lối chơi và một cái combo phía lao sơn lím. Nó sẽ rất mới lạ đến những người còn lại, và sẽ những người nào xem lái của mình lâu rồi thì không mới lạ. Đó là combo phía lao của sơn lím các bạn nhé. Trước đây thì mình có làm clip này rồi, nhưng các bạn không để ý thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn các combo phía lao. Đó chính là kích hoạt chiêu 2 xong kích hoạt luôn chiêu 1, đó là cái combo sơn lím trăm phát trăm trúng. Thì làm như thế nào để mình có thể trúng được thì nhiều bạn đã biết được cái lý thuyết là chiêu 2 và chiêu 1. Khi các bạn lướt chiêu 2 lên và kích hoạt chiêu 1 không cần phải chỉnh thì với trường hợp nào nó mới trúng. Thì với trường hợp khi vị tướng nó nằm ở trong cái màn hình các bạn nhé, nó sẽ nằm trong cái màn hình tràn phá này này. Đấy các bạn thấy chưa, khi một cái vị tướng nó nằm trong cái màn hình các bạn, nằm trong cái tâm phía lao sơn lím, thì các bạn sẽ kích hoạt được chiêu 2, chiêu 1 không được đụng chạm. Các bạn sẽ không được gọi là lúng lấy hay là điều chỉnh gì cả, các bạn chỉ cần nhấp thôi. Các bạn chỉ việc nhấp chiếu auto thôi thì cái lão là sẽ auto trúng vào cái mục tiêu mà sẽ chọn những màu thấp nhất hoặc là gì đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ cần trong màn hình thôi. Thì bởi vì con sơn lím theo mình thì nó đang bị mắc một cái lỗi, bởi vì đấy là cái chiếu combo định hướng mà nó bị cái lỗi này, thì theo mình đó là một cái bị lỗi đấy. Cho nên các bạn nắm được cho mình cái lý thuyết là nhảy lên chiêu 2 kích hoạt chiêu 1, các bạn không giống như auto, nhưng vì từ chiêu thức gọi là auto ấy, thì các bạn sẽ trúng được với một điều kiện là nó sẽ nằm trong màn hình của các bạn. Thì đấy mới chỉ là lý thuyết 50% để các bạn chơi một vị tướng sơn lím tốt thôi. Còn 50% còn lại thì như các bạn biết, sơn lím là một vị tướng nó như các xạ thủ khác, nó thậm chí yếu hơn. Nếu nó không có cái chiếu 1 này nó chuẩn xác, nó chỉ mạnh hơn các vị tướng khác. Đó là cái combo đẹp phía lao này. Ôi giời, chiếu 1 mình không chấp được các bạn ạ. Nó chỉ nhìn hơn các vị tướng khác, đó đến từ choáng các bạn nhá, và choáng rất lâu. Thì làm như thế nào được để chúng ta tận dụng được cái chiếu thức đấy, thì chúng ta sẽ quay lại cái combo đấy. Thì ví dụ ngoài màn hình thì sao, 50% còn lại ngoài màn hình thì sao, thì chúng ta phải lía như nào cho đúng. Mình chỉ có một cái mèo, đó chính là cái mèo khả năng định hướng, là chúng ta sẽ đoán được hướng di chuyển của team địch về phía thôi. Còn cái này thì cũng phải nhờ vào cái kỹ năng cá nhân các bạn nhé. Đấy, cái phá này là mình đã điều chỉnh lại một chút, mình sẽ không để auto. Ví dụ các bạn phía ở ngoài màn hình ấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh một chút các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái lão một chút sao cho trúng, thì cái này nó thuộc vào kỹ năng thôi. Còn cái mèo như nào thì chúng ta cũng sẽ là phải đoán được cái đổi hướng đối phương. Ví dụ như là khi chúng ta nhảy thì chúng ta sẽ chỉnh cái lao nó chệch người đối phương, ví dụ đang di chuyển bên phải đúng không, chúng ta sẽ chệch nó còn tầm khoảng 0,5m nếu ở tầm xa. Thì nói như này nó rất khó, nhưng các bạn chỉ cần nắm rõ được cái combo này của mình thì các bạn đã chơi được tầm khoảng 80% thôi. 80% là các bạn chết rồi. Còn cái 50-50 kia ấy, thì các bạn phải hiểu, khi các bạn phía cái lao ở ngoài tầm ngoài màn hình ấy thì nó rất ít. Đấy, chúng ta chỉ cần sử dụng cái combo phía lao trong màn hình thì nó cũng là một cái trận đầu, nó chúng ta không cần phải mau me kỹ năng gì nhiều rồi. Chỉ cần các bạn nắm rõ, các bạn kích hoạt chiêu 2 chiêu 1 auto
và nằm trong màn hình thì chỉ một trận đấu đó các bạn sẽ làm được rất nhiều điều thôi. Còn những cái trận đấu nó lao phía lao ngoài màn hình nhiều ấy thì một trận đấu nó sẽ diễn ra không được nhiều. Các bạn nên nhớ nhá, nó xảy ra không được nhiều cho nên nó sẽ không chiếm được nhiều phần trăm ưu thế để các bạn chơi một slim. Hiện tại bản thân mình thì chỉ có chơi được tầm khoảng ngoài màn hình thì tầm khoảng phía 5 phát thì trúng tầm khoảng 3 phát đến 4 phát thôi cũng sẽ có tỷ lệ trật, còn phía trong màn hình thì 99.99% là trúng thôi. Cho nên các bạn chỉ cần nắm rõ cho mình cái phía lao này thì các bạn sẽ tốt. Còn như các bạn biết thì vị tướng nào yếu, vị tướng nào mạnh thì chúng ta phải phân tích chơi điểm mạnh của nó và điểm yếu chúng ta sẽ né, đó chính là vị tướng slim. Điểm mạnh của nó chính là khi khi mà chúng ta bị mất đi một cái gọi là nhiều bạn sẽ phản biện rằng là ví dụ lao lên phía lá mà xịt thì như nào, chắc chắn thì cũng tùy trường hợp thôi, nếu lao lên thì hết chiêu thì sẽ chết. Nhưng yên tâm, cái combo này của mình nó rất ít khi trật nhé, các bạn chỉ cần nắm rõ cái lý thuyết này của mình thì sẽ không bao giờ bị mất đâu. Lao lên mất chiêu hai rồi nhưng chúng ta sẽ trúng lao, sẽ được tăng tốc độ chạy thì sẽ có một cái pha snow thả diêu nó rất tốt để tự xử lý các bạn nhé. Thì đấy là clip này mình muốn truyền đạt cho tất cả các bạn cái combo này để các bạn chơi thôi. Còn điểm mạnh của nó như nào các bạn có thể nhìn thấy cách đấy, các bạn thấy ui đấy, cái phá này, cái phá chỉnh của mình nhé, đó là cái phá chỉnh của mình nhưng không sao, mình đã giết được rồi. Và hy vọng các bạn hãy nắm rõ combo này và các bạn cứ ra chơi đi. Nếu các bạn ấy xem clip thì các bạn ra chơi rồi các bạn sẽ quay lại comment thì nó sẽ thấy hiệu quả như thế nào. Và mình xin chúc các bạn có những trận đấu thật tuyệt vời. Và sắp tới đấy thì kênh của mình sẽ hướng về một cái là làm những clip vì các bạn khán giả hơn. Chẳng hạn như những cái nội dung mà sẽ hướng đến những cái cảm nhận của các bạn khán giả từng xem kênh mưa sướng. Chẳng hạn tiếp tới đấy thì mình sẽ có làm một clip du ca để có thể là tri ân một bạn đã mất, đã khuất rồi, và dành tặng cho bạn của bạn đấy, và để cho kiểu là hai người bạn từng chơi game và bây giờ chỉ có một người. Đấy thì bạn nào mà chỉ có nhu cầu về cuộc sống hay cần đồng viên gì, các bạn hãy nhắn tin qua Facebook Cương Trân để mình có thể nắm bắt được những cái tâm sự của các bạn và mình giúp được cái gì thì mình sẽ giúp. Còn các bạn có thể thấy trận đấu đến kết thúc rồi và mình cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Và tất cả bạn ơi mà yêu đừng quên comment nhá, đừng quên comment những cái tâm sự các bạn vào đấy, mình sẽ giúp các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và trận đấu này thì đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Bye bye.